xem được một bịch giấy 6 bịch nhé. 6 bịch 120k. Đến cái trọng xốp nha mọi người. Đây là đây. Mà nhà tên mình. Đây. Đấy mình không quay cho nó từ đầu. Mở ra đủ nhé. Đây, tên TikTok là mọi người có thể tên mua nhé. Nếu mình không có tên ở đây nhé. Mình quay vào mình sẽ để trên phần mô tả. À đây đây, tên anh em ạ. Nếu mình sẽ để với giá là 125k. Đấy. Báo bị nhé. Máy dùng với vệ sinh. Đây còn 3 bệnh, lấy bệnh, nguồn bệnh này. Để dùng nhé. Cái này không phải tặng nha, cái này là của mình nhé. Mình móc khóa, à móc này nó tặng này để treo này. Ba cái nha, mình lấy một cái để treo. Đây là đầy đủ 6 bệnh rồi. Có bệnh nha. Xốp này không lượng nha. Được chín. Mình đã bốc trước rồi, quên là quay cả video rồi. Mình lấy này mọi người. Lấy mềm mịn nha, mình sẽ lấy cái giấy khăn này. Đây là khăn giấy của nó đây nhá. Đấy. Mềm nha. Đây là vệ sinh nha. Tái chế sao nhưng mà nào phải dùng được đi xem nào. Được. Trung Quốc thì cái này sản xuất tại Trung Quốc này. Bộ gỗ nguyên chất này. Hàng rẻ nhỉ. Đây nha, một bị hai bị ba bị vậy nhé, toàn bộ combo đây này, nó còn có lời nhắn đấy. Ok, khá là đẹp này. Phần này có 100 nhé.